mình sẽ làm một cái thử thách có tên là nhặt được súng gì bắn ngay súng đó, ok nhá. Ok, có nghĩa là trận đấu này mình sẽ chỉ có nghĩa là trận đấu này mình sẽ bắn Free Fire thì mình chỉ dùng shotgun với cả mà trận này mình chỉ được dùng súng hack, mình sẽ chỉ dùng súng drone thính để có thể lấy được top 1 thì mình đã lấy được cái drone thính nhá. Không, mình nghĩ thử thách này sẽ làm một thử thách mình nghĩ suy nghĩ rồi thách nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt trước được móm chỉ lập súng trong nhà lầu bắn đến lên top 1 xem nào. Ok luôn. Ok nhá mọi người, mình sẽ thử bắt trước theo Đức Mõm nên là có win được không. Không win được thì thôi, mình bởi vì mình được cái là gáy to rồi mọi người. Chứ mình vẫn là nhưng mà vẫn được phép loot, nhưng mà vẫn được kiểu làm. Nhưng mà em nghĩ là lấy súng ở đấy thì không biết là mình nghĩ là mình vẫn là được loot, loot súng của họp sang luôn đấy. Thôi mình tôn theo vào nhiệm vụ đi. Ok. Ok, nhưng mà trận thì cái lúc cái chỗ nào mình nghĩ mình sẽ là mình đang nhìn nhà lầu khu nào ta. Ok, nhà lầu khu dân cư em nhá. Ok luôn, nhà khu dân cư nhiều là nhà lờ lắm, nhà lờ anh em ạ, nhà lờ mình chắc là nhà lầu quen mồm anh em ạ. Đây à, là mình thấy anh thấy nhà lờ rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ nhảy xuống nhanh nhà lờ, mình rất là nhảy xuống vội anh em ạ. Anh em biết là mình là một người rất là thích ở cái sự kiện Buya luôn. Mình là dù Buya thì bao lâu Buya thôi. Thế cái bao lâu sự kiện kia mình không có lấy dùng làm gì để dùng anh em ạ. Ui, vừa nhảy xuống xong mình đã thấy được một khẩu súng có tên là X-8, ok luôn. Ok, mình đứng trên mình vẫn bắn được. Mình có ok mọi người ạ. Ok, nhưng mà nhảy xuống nhà lầu có gì không. Ở đây nhà lầu không có một khẩu súng gì ngoài khẩu này em ạ. Trời ơi, mày cay nhỉ. Ok, vứt khẩu này bao giờ nếu mà nhặt được ra khẩu nhà lầu nào. Mình vẫn có đồ để bán luôn anh em ạ, ok nhá. Để xem nào, cậu đó biết là ở đây có cái nhà lầu là không á. Theo mình thấy thì không có cái nhà lờ nào nữa. Thôi chỉ là dùng súng của nhà lờ thôi. Không biết cái nhà này có phải là nhà lờ không ta? Không phải đi gọi nhà lờ mọi người. Nhà gài, không phải là nhà gài. Ok, để mình xem nào có khẩu súng nào được không nhỉ. Thế cái này mình chỉ được phép lấy máu thôi, với cả kiểu ba lô các kiểu thôi. Chứ mình không được phép lấy kiểu là... Cái này thử thách mình không được lấy kiểu là... Chỉ được lấy cả các phương tiện là súng. Một anh trai này đang chuẩn bị mình mà thôi. Nó sợ rồi. Ok, anh chàng này đang chạy. Mình quyết tâm giết được anh chàng này. Anh chàng này hiện tại sợ mình chết trong tay anh chàng này hơi quê một tí mọi người ạ. Ok. Ôi, tự nhiên tôi mang Kala gì nhỉ? Ở quán mất chơi cắn mang Kala. Nghĩ bằng sang bỏ bộ ở bắn này. À, đây đây, chính anh chàng này bắn mình em ạ. Anh chàng này định bắn chết mẹ bà mình luôn. Ok, nhưng mình sẽ chất liệu anh chàng này luôn. Anh chàng này mình bắn cho nát xong ạ. Ok nhá, xem là anh chàng này có đồ gì không. Thì không lấy súng nha, bởi vì súng mình chỉ lấy phép lấy súng trong nhà lờ thôi. Ok nhá. Ôi, anh gọn này không có đạn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lên nhà lờ của ông trời nhá. Trời ơi, đau quá nhờ. Ok anh em, mình sẽ quấn một cục máu, ok luôn. Ôi, chứ lấy toàn đạn tiểu liên, ta không cần đạn tiểu liên. Bởi vì tôi không được phép lấy súng trong máy, chỉ được phép là vì mà mày có cái màu có cái kiểu có cái cục máu không nhá. Ôi rồi, mọi người xem video của mình thông cảm bởi vì mình làm video hơi dài. Ui dồi, em bảo ai đang bảo bắn này. Đó quá, mình không có máu mọi người à. Ok mọi người ơi. Rồi nhà lờ này. Ok mọi người ơi, giờ mời chúng mình cho mình chữa ăn tham một chút nhá, bởi vì làm chỗ là mình không thể làm ăn được á. Đảm bảo là mình nghe súng này mình không thể bắn được nên mọi người cho mình ăn tham một chút á. Ok luôn, mình lên để mình tính tiền này á. Ok luôn. Nhưng mà chỉ sợ lên là một phát một là chết rồi, sang chân mới đấy. Ok. Ok anh em ạ. Ôi giời, tao nó bắn đây. Rồi anh ơi, đừng bắn chết em anh ơi. Em còn non lắm. Anh ơi, em còn non. Em còn non lắm. Anh ơi, đừng bắn chết em. Em còn non. Ok. Nhưng mà bản thân mình còn non. À vâng. Ok, ở đây một cái nhà lờ nữa. Ở đây có một cái nhà lờ nhá. Ở đây có một chiếc. Ở đây một cái nhà lờ. Ok, trên nhà lờ có gì không anh em ạ. Mình lên mình lấy luôn. Ok anh em ơi, vừa trên nhà lầu này có MP40. Ui dồi, nhưng mà có đạn anh em ạ. Ok thì hiện tại là mình đã có hai khẩu súng rồi.
Ok nhá, mình anh em cho mình tặng dừng một chút nhá mọi người. Ok em ơi, cho một lúc thì vẫn mình lên cái nhà lầu ở gần Quảng Châu cũng chơi chưa. Thì mình đã lúc đồ một chút xuống một. Ok mình sẽ gặp chết bà này nhá. Ok thằng này nó là đi lặng ấy ở đây này, mình sẽ chơi thủ bắn chết bà này luôn. Ok nhá. Rồi mình sợ tầm xa nó bắn nó lại bay cái đầu thì chết. Ok mình sang bên này đó. Ở đây cái nhà lầu kiểu là không có nhà lầu nào, nó kiểu là có súng xịn ấy. Còn là nhà lầu xuống đều thôi, cái nhà lầu và lãnh mình lúc thì cũng chỉ được khẩu súng mà đều chứ. Ok ok thằng nào bắn đây, thằng nào bắn đây, à thằng kia, thằng kia. Cứ đỡ ở đây hai thằng địch cơ. Ok bắn mãi nó éo chết mọi người à. Ảo bò lờ. Ok ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ ra cái nhà này nhá. Ok mình quyết tâm mình giết thằng này, mình ra trong hộp sao là có đạn gì không nhá. Ok mình chỉ ra mình lấy đạn thôi, mình không có kiểu là lấy súng đâu, mình chỉ lấy đạn thôi, mình không còn lấy súng nhá. Ok vung chân ra, mình không lấy có lấy súng. Ôi ôi chết, còn cơ mét không được bắn AK, bởi vì đây là kỹ thuật, đây gọi là nhà lờ. Ok em nhá. Ok anh ơi, thì lúc mình đang bắn thì một thằng nào nó vào để nó kiểu làm là anh ơi anh cho em chết nhá, để em ra ngoài em chơi người yêu, cho nó ra ngoài chơi với người yêu luôn. Ok nha, thằng này nha. Đó. Ôi giời. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhá. Thì mọi người có thể cho mình bắn được khẩu, mọi người có thể cho mình bắn AC-80 được không? Mọi người cho phép mình bắn AC-80 đi, bởi vì là súng này mình thích lắm, nhưng mà ngon là mình đang làm thử thách mình không được bắn này, mọi người cho mình bắn đi nhá. Mình chỉ lấy được khẩu này thôi, mình không lấy được khẩu khác đâu. Bởi vì khẩu này mình thích bắn lắm, nhưng mà mình không có cơ hội bắn này nè. Kiểu là bố mày làm video ấy, này có khẩu này mình không được bắn này, anh em cho mình ăn ra một chút để mình có thể bắn được khẩu này nhá. Mình xin các bạn ạ. Ok anh em ơi, thì mình đang đi, mình cũng chưa thấy địch. Ok mọi người, bây giờ mình thấy địch, nhưng mà bây giờ mình thấy địch mình sẽ bật cho anh em xem. Nhưng mà bây giờ ok, bây giờ thấy địch mình bật cho anh em xem được ạ. Video của mình mà kéo dài quá mà nó sẽ không xem được, nên là mình sẽ rút ngắn lại cái video. Ok nhá, bây giờ mình sẽ ra cổng trời, và cổng trời có hai cũng ngay đây. Đây mọi người, một thằng này. Đây em này. Đi đâu em ơi, trời ơi. Một vậy là một thằng đã bị mình bắn cho, mà nó là phải ngậm ngùng mà 5 thằng nó xem mình. Mày xem mày không bấm like cho tao, mày bấm nghe like nha. Nghe like 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 like. Rồi xong nó không like cho mình, nó còn thoát ra nơi anh em. Láo thật. Ui anh em ơi, nhiều keo quá, mày đặt keo quá. Mà thằng nào lại bắn cho lại lụng như lụng cơm điện. Chết, con kem lại ok. Ui mấy thằng này có nhiều keo đấy, nhưng mà lướt sạch keo rồi. Đây là cũng hết keo rồi anh em ạ. Ok à, mình sẽ chạy thử ra đây này thôi mà. Ok, theo như mình thấy thì một thằng ở kia thì phải, vì mình vừa thấy cái đầu là nó ló ra. À đây 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 đây, đây một em đây rồi. Cuối cùng mình lấy một em rồi em ơi, em định nâng tâm anh à em. Định đâm mình phải. Ok em nghĩ ra mất 157 máu, 53 máu mà em nghĩ đang còn phải cuốn máu rồi. Ok luôn, và mình sẽ sang mình chết liễu em này. Không tha cho mày đâu em ơi, anh không tha cho em đâu. Ôi dồi em muốn chết. Ok có xuống đúng rất là nhiều người, mình đã không kịp bắn anh em ạ. Ok em ơi. Đâu đấy, mẹ thằng nào đấy. Vĩnh biệt. Trời ơi, cay vờ rồi mọi người à. Hôm sau không lấy top 1 thì cũng được, tại lo bắn lén mình bằng VSX cũng chết rồi mọi người. Cay thế. Xin vĩnh biệt cô.